Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Công bố quyết định về thành lập Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa. Các hoạt động thăm tặng quà Tết cho người nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thanh Hóa. Thưa quý vị, thưa các bạn, Sáng nay ngày 26 tháng 1, Ban Thường vụ huyện ủy Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về việc thành lập Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa. Sau khi xã Thiệu Phú được sáp nhập vào thị trấn Thiệu Hóa, Ban Thường vụ huyện ủy Thiệu Hóa đã ban hành quyết định về thành lập Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa khóa 1, nhiệm kỳ 2020-2025 trực thuộc Đảng bộ huyện Thiệu Hóa. Chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn khóa 1, nhiệm kỳ 2020-2025 và ban hành các quyết định về kiện toàn các chức danh bí thư, phó bí thư Đảng ủy Đảng bộ thị trấn Thiệu Hóa khóa 1 có 35 chi bộ trực thuộc và 1358 đảng viên thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo đề ra chủ trương thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương. Sáng nay ngày 26 tháng 1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã công bố các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024. Năm 2024, Thanh Hóa phấn đấu đạt mục tiêu đón 13,8 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt hơn 32.300 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu đó, ngành du lịch Thanh Hóa sẽ tập trung quảng bá sâu rộng đến du khách những điểm đến, sản phẩm, dịch vụ mới, đặc biệt là các sự kiện văn hóa, thể thao du lịch tiêu biểu, đặc sắc. Các địa phương, khu, điểm du lịch trên địa bàn Thanh Hóa cũng đăng ký tổ chức 145 hoạt động sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó có 85 sự kiện văn hóa, 30 sự kiện thể thao và 30 sự kiện du lịch được tổ chức suốt 4 mùa trong năm. Qua đó, góp phần lan tỏa thông điệp du lịch Thanh Hóa hương sắc bốn mùa và du lịch Thanh Hóa điểm đến an toàn hấp dẫn đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các sở ngành, đơn vị, địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý điểm đến, tổ chức các hoạt động, sự kiện hấp dẫn về nội dung, chuyên nghiệp về hình thức. Các sự kiện, hoạt động cần gắn liền với bản sắc văn hóa địa phương, lấy nhân dân, khách du lịch làm trung tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và du khách tiếp cận, tham gia vào các hoạt động, sự kiện. Tại huyện Quan Sơn, cụm thi đua số 3 tỉnh Thanh Hóa vừa tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Cụm thi đua số 3 của tỉnh Thanh Hóa gồm các huyện: Quan Sơn, Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa và Mường Lát. Tại hội nghị, các đơn vị đã tập trung thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp để tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua, quyết tâm phấn đấu đạt kết quả tốt hơn trong năm 2024, với trọng tâm là tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến theo hướng tập trung về cơ sở hội nghị cũng đã bầu huyện Cẩm Thủy là đơn vị cụm trưởng cụm thi đua năm 2024. Trong những ngày qua, nhiều sở ban ngành các địa phương đơn vị trong tỉnh đã tổ chức các chương trình vui xuân, đón Tết sắp thìn, thăm tặng quà Tết cho người nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Sáng nay ngày 26 tháng 1, tại nhà văn hóa phố Cầu Hạc, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, Hội chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và Hội chữ thập đỏ các quận huyện Cầu Giấy, Gia Lâm, Quốc Oai, Ứng Hòa, thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình Tết Nhân Ái Xuân Giáp Thìn 2024. Trong chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 200 xuất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nạn nhân hộ gia đình có nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam dioxin. Cán bộ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc Hội Truyền thống Bộ đội Trường Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Hội cựu doanh nghiệp thương binh thành phố Thanh Hóa. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa cùng với Quỹ Thiện Tâm và Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM đã đến thăm tặng 2.000 xuất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và các huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Ngọc Lạc. Đây là việc làm thường niên và đã được duy trì hơn 15 năm qua của Quỹ Thiện Tâm vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Qua đó, chung tay chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các gia đình đón Tết Nguyên đán thêm đầm ấm, hạnh phúc. Hôm nay ngày 26 tháng 1, tại huyện Hà Trung, Tổng Công ty Cổ phần Xây Lắp Điện lực Thanh Hóa phối hợp với Hội cựu thanh niên sung phong tỉnh tổ chức trao quà Tết cho 125 hội cựu thanh niên sung phong nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 8 huyện Hà Trung, Yên Định, Hậu Lộc, Nga Sơn, Bỉm Sơn, Vĩnh Lộc, Thạch Thành và Cầm Thủy với tổng trị giá hơn 62 triệu đồng kinh phí thực hiện chương trình được trích từ nguồn phúc lợi của công ty. Đây là sự tri ân của tập thể lãnh đạo cán bộ người lao động tổng công ty cổ phần xây lắp điện lực Thanh Hóa đối với các cựu thanh niên xung phong. Sáng nay, trường Đại học Hồng Đức đã trao tặng 84 xuất quà cho sinh viên mồ côi khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng giá trị quà tặng 118 triệu đồng. Nhân dịp này, Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa trao tặng 50 triệu đồng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội khuyến học khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn tại nhà xe ký túc xá N1. Cũng trong sáng nay, Hội khuyến học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hồng Đức vừa đến thăm hỏi động viên và trao quà cho hai học sinh mồ côi ở phường Hải Lĩnh và phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn. Sáng nay ngày 26 tháng 1, Quỹ tín dụng nhân dân Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc đã tổ chức đại hội đại biểu thành viên lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong nhiệm kỳ qua, Quỹ Tín dụng Nhân dân Ngư Lộc đã kết nạp thêm 508 thành viên, nâng tổng số thành viên của quỹ lên 4.130 thành viên. Tổng nguồn vốn hoạt động trên 430 tỷ đồng, tăng 240 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Đến nay dư nợ đạt trên 270 tỷ đồng. Nhiệm kỳ 2024-2029, Quỹ tín dụng nhân dân Ngư Lộc sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy, thực hiện tốt việc huy động, tăng trưởng tiến dụng phù hợp với khả năng kiểm soát của đơn vị và nâng cao chất lượng tiến dụng. Nắm bắt kịp thời những diễn biến của thị trường, điều chỉnh lãi suất kịp thời, linh hoạt, hợp lý, đảm bảo cân đối giữa nguồn vốn và khả năng sử dụng nguồn vốn. Đại hội đại biểu thành viên Quỹ tín dụng nhân dân Ngư Lộc đã bầu hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, trường ban kiểm soát và các thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029. Thời gian qua, lãi suất huy động tại các ngân hàng liên tục giảm ở mức thấp, hiện mặt bằng lãi suất tiền gửi cho vay đã giảm hơn 2,5% so với đầu năm 2023. Ngay trong tháng đầu năm, nhiều ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động tại các kỳ hạn, theo đó các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước giảm còn 1,9% cho kỳ hạn dưới 3 tháng, kỳ hạn từ 1 tháng đến 6 tháng giảm phổ biến về mức 1,8% đến 3,2% một năm. Không chỉ với nhóm ngân hàng lớn, nhiều ngân hàng trong khối tư nhân cũng giảm lãi suất tiền gửi, đưa mức lãi suất tại các kỳ hạn dưới 12 tháng xuống dưới mức 4%, mức giảm lãi suất dao động từ 0,4 đến 0,8% tại các kỳ hạn khác nhau. Mặc dù vậy, người dân vẫn có xu hướng lựa chọn kênh gửi tiết kiệm khiến tổng số tiền được gửi vào hệ thống tháng sau luôn cao hơn tháng trước. Hiện nay thì tôi thấy là cái lãi suất ở các ngân hàng ấy, kể cả các ngân hàng cổ phần thì cái lãi suất nó vẫn là thấp kỷ lục trong vòng 20 năm nay. Nhưng mà tôi vẫn chọn các gửi tiết kiệm ở kênh ngân hàng vì tôi thấy là so với các kênh đầu tư khác thì cái kênh ngân hàng vẫn là cái kênh mà an toàn và uy tín nhất. So với các kênh khác thì tôi thấy nó các kênh khác nó cũng rất là bấp bênh và không an toàn. Các chuyên gia kinh tế đánh giá, lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng giảm mạnh nhưng lượng tiền gửi vẫn tăng cao cho thấy dòng tiền vẫn còn thận trọng trong việc dịch chuyển sang các kênh khác như bất động sản, vàng hay chứng khoán, nhiều ý kiến cũng dự đoán lãi suất huy động sẽ khó giảm thêm trong năm nay nhưng lãi suất cho vay còn dư địa giảm tiếp. Sau đó nhìn chung lãi suất ngân hàng giai đoạn đầu năm 2024 vẫn sẽ ở mức thấp và có thể tiếp tục giảm. Sau đó khi hoạt động sản xuất kinh doanh tốt hơn, nhu cầu vốn tăng, có thể lãi suất ngân hàng cũng sẽ tăng. Trong những ngày này, người trồng đào xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang nhộn nhịp xuất bán đào Tết. Trong số 100 gốc đào phai, ông Nguyễn Văn Đại thôn 3 xã Nga Liên huyện Nga Sơn đã bán trên 50% cho các thương lái ở Nghệ An và Hà Tĩnh và khách hàng trong và ngoài tỉnh. Dự tính trong vụ đào Tết này, gia đình ông thu lãi trên 200 triệu đồng. Tuốt ná, đào nụ mà to thì tuốt chậm đi, muộn đi còn đào mà nụ nhỏ thì tuốt sớm lên thì sẽ can được vào nở vào dịp Tết. Năm nay chất lượng đào thì đẹp tại vì là năm nay ít mưa, cho nên là nụ nụ to, hoa to. Xã Nga Liên có gần 6 hecta với 70 hộ trồng đào. Để người trồng đào xã Nga Liên yên tâm phát triển sản xuất, Hội Nông dân huyện Nga Sơn đã hỗ trợ các hộ vay vốn, hướng dẫn thành lập chi hội nghề nghiệp trồng hoa cây cảnh ở xã để các hộ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, tìm đầu ra cho sản phẩm. Do năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa đào Nga Liên nở đẹp. Ước tính năm nay, nông dân trong xã sẽ thu được từ 6 đến 7 tỷ đồng từ cây đào bản tin cuối ngày của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa đến đây xin được khép lại cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại